Hello. I'm Hello. translating to you. Yeah, it's my Yeah. husband. Okay. Khi xin chào tất cả quý vị có mặt trong khán phòng và các quý vị đang xem trên các kênh truyền thông. Good evening to all of you in this room and all of you watching on the media. My name is Candy. Tôi đứng đây đại diện cho rất nhiều chị em phụ nữ trên nước Mỹ này và rất nhiều phụ nữ trên thế giới này đang bức xúc về tình hình của tân nghị viên thành phố Westminster. I stand here representing many women in US and many other countries who are very upset about the current situation of new Westminster Council members. Đầu tiên, tôi đề nghị Phó Thị trưởng Nam Quang Nguyễn không nên bỏ ghế ra ngoài quá lâu trên 10 phút khi người dân chúng tôi đang phản biện về ông bằng những cuộc họp trước thì ông đã đi ra ngoài quá nhiều. First, I suggest that Nam Quang, the Vice Mayor, should not leave his chair for too long, more than 10 minutes. Like he did before other meeting, when people are reflecting on him. Thái độ bỏ đi và cười ngạo mạn, uống nước liên tục như kẻ chết đói chết khát của ông như vậy thiếu chuyên nghiệp và cho thấy ông xem thường cử tri. Nên ông đừng trách tại sao chúng tôi khinh thường ông. The attitude of walking away and laughing arrogantly, drinking water constantly like a long-term starving person is so unprofessional and shows that you look down on the speakers. So don't blame on us that we look down on you. Anh Nam Quang, người dân chúng tôi đã bầu anh lên để giúp cho cộng đồng, giúp cho thành phố phát triển, chứ không phải bầu anh lên để mỗi ngày lên kênh YouTube của chính anh và Nguyễn Tiến Dũng ngồi over there để kêu gọi tiền của đồng hương và giúp cho một đám tội phạm của đất nước Việt Nam mà đang bị tội phạm và đang bị ở tù. Nam Quang, people voted for you to help the community and develop the city. It's not every day that you go to your own YouTube channel with Nguyễn Tiến Dũng to call for the money from a fellow countryman to save a bunch of criminals in Vietnam. Còn nữa, tại các buổi họp người dân chúng tôi chất vấn anh thì anh câm cái miệng lại. Sau cuộc họp thì anh lại lên kênh YouTube của chính mình để chửi chúng tôi, nói chúng tôi nhảy tưng tưng như khỉ. Anh nhìn lại cái bản mặt của anh coi ai giống khỉ hơn ai. Also, at the meeting when people questioned you, you kept your mouth shut. After the meeting, you went to your own YouTube channel and scolded us, saying we were jumping monkeys. Take a look at yourself. You are a monkey. Anh luôn ra đường. Anh vâng là với chức danh là phó thị trưởng để phỉ báng người dân chúng tôi khi chúng tôi phản đối anh. Vậy tại sao anh trong buổi họp này lại câm bản họng lại? You always go out representing as a vice mayor to defend people who oppose you. So why do you keep your mouth shut and play the role of innocent person at this meeting? Như quý vị thấy đó, thị trưởng Charlie Chí Nguyễn, Nam Quang Nguyễn và Amy Phan Squad đã bị người dân chúng tôi trong tất cả các cuộc họp đều phản ánh rất là nhiều chỉ trích cực gắt hầu như mỗi cuộc họp. As you can see, the mayor, the vice mayor and council member Amy was criticized by many ethnicity at most every meeting. Vậy tôi tự hỏi tại sao đến giờ này ba vị vẫn ngồi trơ cái mặt ra mà không từ chức. Vậy để tiếp tục nghe chửi. So I wonder why until now three of you have not resigned but are still sitting here with a blank face while getting scolded by many speakers. Tôi tự hỏi quý vị cố gắng kết bè với kết phái gọi là gang up tree như người Mỹ họ nói rất là nhiều về quý vị cùng đưa nhau lên cái vị trí này phải chăng mục đích cho cộng đồng và muốn phát triển thành phố Westminster hay vì mục đích cá nhân của quý vị? I wonder are you trying to form a gang of three as some of us saying about you? Promoting each other to get this position, is it for the community purpose and want to develop the city of Westminster or for personal purpose? Tôi nghĩ câu hỏi trên chắc là quý vị biết câu trả lời rõ hơn tôi. Nghe chửi mỗi hai tuần về tư cách, đạo đức, năng lực để quý vị đạt được mục đích gì? I think the above question, you know the answer better than anyone else. Getting scored by every 2 weeks about your character, morality, ability to achieve what purpose? Yes. Nếu quý vị muốn phát triển thành phố phồn vinh, người dân được ấm no sung túc, thì Thượng Đế không sắp đặt cho những người dân chúng tôi đứng ra vạch trần những điều xấu xa mà quý vị đang cố gắng dùng hai tay, hai chân của mình để che đậy. If you want to develop the proper city, proper citizen, then God would not arrange so many people like us to stand out and expose the evils that you are trying to cover. Tôi biết đối đầu với pháp luật với quý vị để giành lại sự công bằng trung thực cho các xã hội và đặc biệt là thành phố Westminster này với ba vị là điều rất khó cho một người phụ nữ như tôi và những người dân mà đã từng lên tiếng. I know that fighting with the law to regain fairness and honesty for society and Westminster City against three of you is very difficult for a woman like me and other people who condemned you.
Nhưng chúng tôi sẽ không từ bỏ cho đến khi quý vị từ chức hoặc bị phế chức bởi sự thức tỉnh của cộng đồng khi hiểu được sự xấu xa băng đảng của ba người. But we will not give up until you resign or are removed by the awaken of the community to understand the evil, the gang of three. Vì chúng tôi biết, để biết được quý vị được ngồi cái vị trí này thì quý vị đã khổ nhọc, toan tính, đấu đá khủng khiếp biết bao nhiêu đúng không? Because we know how hard it was for you to sit on this position. Yeah. Charlie Chí Nguyễn, nếu ông tiếp tục bè phái, bao che cho những người thuộc hạ dưới ông là ông Nam Quang Nguyễn, thì tôi tin rằng pháp luật và luật trời sẽ không tha thứ cho ông. Charlie Chí Nguyễn, if you continue to cling, aka the gang of three, and cover for your support at Nam Quang Nguyễn, then I believe the American law and God's law will let you pay the right price. Thank you for listening. Thank you. The next speaker.